Chào chị các bạn, nay mình làm một video clip hướng dẫn anh chị các bạn một công cụ mới, công cụ là để mình học tiếng Anh rất là hiệu quả, rất là hay. Học theo những cái video và những cái nội dung mình thích, mình sẽ chọn theo nội dung để mình học, thích nội dung nào, nội dung đó từ cái giai đoạn bắt đầu cho đến giai đoạn cao luôn ha. Cái app này là trên điện thoại và trên máy tính đều dùng được, ở đây mình giới thiệu trên máy tính ha. Mình sẽ cài cái app đó bằng cách là mình mở Google Chrome lên ha. Cái app nó đi theo Google Chrome chứ không phải app nó đi theo computer hay đi theo máy tính, là app rất hay. App nó tên là Enjoy Enlit nè. Các bạn nào đó, mình thấy ra từ Enjoy này cũng ra nữa. Có thể học nhiều ngôn ngữ ha, có thể nhiều ngôn ngữ, đây mình chọn Enjoy Enlit, nhưng mà ngôn ngữ khác thì mình chọn ngôn ngữ khác ha. Đây. Mình mở lên xong bấm thêm vào Google Chrome ha. Yes. Sau khi mình cài đặt thì nó chờ nó xíu cài cho mình. Đây, kiểm tra ha, chờ xíu. Rồi nó cài xong ha. Rồi nó cài xong, ok. Rồi mình ở đây xa là giới thiệu, bỏ mình lại coi nghe coi phần giới thiệu của nó, demo. Mình có thể là đó, ví dụ đây demo của nó là từ tiếng Anh mình đọc không hiểu, mình vô đây để dịch cho mình rõ ràng từ đó luôn ha. Nếu mà mình đọc báo bằng tiếng Anh đó, từ này mình không hiểu mình đọc ha, dịch vô nó dịch cho mình luôn. Nó có những cái từ mình từ học xong, từ mình chưa thuộc thì nó liệt kê ra cho mình luôn ha. Đó là rồi bây giờ bắt đầu ha, những từ mà mình đưa lên đó để mình học, mình đang không hiểu thì nó sẽ đưa lên danh sách để mình biết nha. Rồi giờ đầu tiên cho mình login vô, rồi login vô mình học. Rồi ở đây nó có một cái cũng hay là cái này là để mình học ha. Cái này là cái bảng để mình để bảng report á, để mình học thôi. Để mình học những từ nào mình đang mình học bên này. Đó. Học những từ giống như mình đọc báo, những từ nào mình chưa hiểu thì bấm vô để nó lưu vô cái lịch sử những cái từ đó để sau này mình học. Còn giờ mình có một cách học khác và mình học theo video. Theo video thì mình cũng vô cái trang đó luôn, trang nhìn soi. Rồi. Rồi vô đây đó, vô đây mình vô học miễn phí nha. Đó, vô miễn phí nha, đăng nhập rồi nha, vô miễn phí. Rồi mình vô là ví dụ mình học theo video và mình học theo khóa học, lên học theo video đi, video học theo video, ví dụ học theo mình thích du lịch học du lịch, thích những chủ đề giống ăn học giống ăn, thích nhiều nhiều chủ đề đây để mình học nha. Rồi ví dụ đây tôi thích về ví dụ như là nấu ăn, ví dụ nấu ăn mình là level, mình là level mới begin ha. Ở đây đó, đây ví dụ như là đây bấm vô. What do you want to eat today? Để tôi đầu tiên là mình coi xem video đấy mình. Well, I'm debating between. Dù mình coi tới từ này mình không yếu rồi, mình bấm vô đây. Đó, tranh luận mình add vô, ví dụ ở đây mình có nút add vô cái từ này để mình add vô cái này, add vô để mình sau này mình có học, mình có luyện ôn luyện lại, ôn luyện ha, add vô. Between fish and meat, what do you recommend here? Vô đây từ này mình hiểu, recommend bấm vô mình coi nè, nó giới thiệu cho mình là comment là gợi ý, vô đây gợi ý nha. Đó, cộng nè, cộng cái gì đó vô nha, gợi ý cho mình đây nè. Có những cái từ bên đây nữa nè, từ liên quan là gợi ý, còn đó thì mình đã add vô để mình để mình có thể học tiếp cái từ này vô, cái comment vô nè. They have a great salmon steak here. Ví dụ từ này mình không hiểu đi, từ này đó, mình đã ép vô.
Chicken teriyaki is good too. They both sound good. I think I want to try salmon tonight. Good choice. I'll order chicken and you can try some. Oh, thank you. Sau đó mình có thể học theo TV show, ví dụ như là TV show đi. TV show thì mình cho level 1 hoặc level 1 trước hay nó như đây, mình có như đây. Me interviewing me. Từ này mình nó khổ. That's what I call doing me. Không đây, không biết. Mình cái này là từ này, từ phỏng vấn. Đó, phỏng vấn, interview là phỏng vấn nè. Đó. Add nó vô, ví dụ mình muốn học lại. That's what I call a great idea. Dịch nguyên câu. Nguyên câu này mình muốn dịch thì this is a great idea. Quét chọn hết nguyên câu ha. We thought of okay. Ví dụ đây, quét đi, nó dịch cho mình nguyên câu luôn. Ok, interview time nè. Interview time. Ví dụ vậy. Question 1. Are you ready for the Republican debate next week? Ví dụ tụi này không hiểu đi. The truth is, I'm always ready. The truth is, I'm always ready. Hôm nay, mình biết tụi này dịch cho mình tụi này luôn. Đó, mình đẩy vô đây để mình học. Question 1. Are you ready for the Republican debate next week? You know, the truth sau khi học xong thì always... mình có một cái bài test ở đây. Mình thấy viết hoặc là test, mình có thể là học nghe nói, viết hoặc là bài test ở đây. Ready. It's really going to be a big debate, but I'm always ready. It's not just big, it's huge. Thì ở đây cái thằng này nó như nó không phải là miễn phí nghiêng, nó có một cái bảng giá cho mình nè. Bảng giá như nó có một cái bảng giá thì hiện tại nó thấy là miễn phí đó, nhưng có cái bảng rồ là một năm là 1 triệu mấy nè, ở đây nè, nó 2 năm là nhiêu đây, nó như không giới hạn là nhiêu đây, còn phi là mình đang xài phi thì chắc mình học ít hơn thôi. Rồ thì nó có gì cái hơn. Ở đây nó không nói là rồ với phi nó khác nhau sao, nó không có nói đâu. Có một cái chỗ thôi, nó nói rồ với phi khác nhau. Đây nè, basic nè. Basic thì mình là học được trên PC, mobile, tablet nè. Xem video mà có cái sub tìm kiếm từ nè. Nhìn lên mình có thể SEO khoảng 20 từ, hơn 20 từ. Khoảng 20 từ rồi. Đó, lên đến 20 từ thôi, nhưng mà có thể có giới hạn, nhưng mà này unlimited nè, mình sell nè. Còn video, sell video offline không có, này sell được nè. Có cái bài tập tiếng Anh nè, 6 cái bài tập bằng cái trò chơi nè, cái này tất cả nè. 6 cái khóa học, còn cái này là on tất cả nè. Rất tuyệt lesson nè, có một lesson, on là tất cả nè. Đó chưa? Khác nhau ha, mình hơi đăng ký cái bản rồ ha. Đó, mình lên tài mình học bản phi trước đi, mình nghe video cũng được, mình luyện trước cũng được. Đó. Đó là cái phần mềm mà cái install English này, cái này có tên app lên, nếu mà lên app thì lên điện thoại iPhone, điện thoại Samsung và mấy Android, iOS thì đó mình nhập đem download tài khoản ở đồng bộ qua lại với nhau, bên đây bên kia với nhau ha. Nha. Nó giống nhau hết nha. Đó. Ví dụ ở đây mình có đưa ở đây 28. Đó, workbook của mình là mình nãy mình có đưa lên mấy từ nãy mình đưa lên nè. Si nè đó, từ nãy mình dò đó, từ này nãy chưa. Giờ muốn học từ này thì mình bấm vô đây để mình chơi game để mình học luôn. Hay play game để mình học những cái từ này, những cái từ mình không biết á. Mình 2 tuần xuyên mình tra thì mình có thể học lại nè. Từ này mình bấm vô play game để mình chơi game, chơi trò chơi để mình học lại. Nha, đó bên đây.
Đó là cái phần mềm này mình sẽ tìm hiểu thêm, tự mình tìm hiểu thêm có những cái chức năng gì hay hơn thì mình chỉ giới thiệu nó là như thế này thôi. Còn bạn mình phải tìm hiểu thêm coi nó như thế nào, mình học thêm, bắt đầu mình học thêm bản, mình sử dụng bản dùng thử trước, rồi sau đó mình sẽ sử dụng bản bản rồ nếu mà thấy hay đó nha. Rồi kết thúc video, những video đây, video này giới thiệu về các phần mềm và về các app extension trên Google Chrome để mình học tiếng Anh hiệu quả hơn. Ví dụ mình cái này dịch được có báo ngoài luôn nha, chứ không phải là không nghe. Ví dụ như mình đọc có tờ báo khác là BBC tiếng Việt đi, ví dụ đọc bên đây đi, có một số từ mình không hiểu thì mình có thể nhìn khóa là một số cái trang mà mình muốn có dụ đây đi. Đây giờ mình đọc đây không biết không hiểu không, mình bôi thuộc đây đó là tiếng Anh chưa. Mình đọc đi mình đọc tới đây từ này không hiểu không, mình quét ở đây thì nó ra cho mình luôn. Ở đây mình đọc đây không hiểu không, quét đây nó ra từ này luôn, quét bôi đen thôi, nó ra cho mình luôn. Chỉ lên Google Chrome thôi nghe đó, từ này mình muốn học lại, học mình muốn học sau này mình ôn luyện á thì mình đẩy vô cái phần ôn luyện của mình đó là chỉ trên Google Chrome thôi nghe. Còn ở trên mấy cái trình duyệt khác thì mới có hỗ trợ cái thằng này mới được nha. Rồi kết thúc video đây luôn, mình thấy hay mình đăng ký kênh, subscribe kênh và để nhận được nhiều video khác về các những công cụ phụ trợ hay ho trên máy vi tính hay là trên điện thoại.